Ôi à, bay gần hết đi chứ, bán tốt nhỉ. Bác cả bán tốt đấy. Bán cái điện độc nặng cả một cái 2 cái sủi cho bao. Bán cái gì đâu. Vãn hết cả khu này rồi. Đấy. Bán được 2 cái sủi cái. Được rồi, chợ vẫn còn sớm. Vui lợi nhỉ, hơn. Chợ rét này người ta đi muộn. Vườn to nhà nếu muốn đang này, nếu chợ xe máy vườn đẹp lắm. À, là vườn à? Vườn cây to đấy. Phiên cuối tuần này là chợ đi là hay đấy. Hoa hán đây, đây cây của bác nào đây, Linh Sam, bác chủ chạy đi đâu rồi, nhìn cây quen lắm, chuối, hoa giấy tím. Không có chủ thì tí nữa lại quay lại. À, có một cây xanh nghiên cứu. Cái này là tiền. Cái này 3 triệu. À, đây chủ ơi. 3 triệu cây Linh Sam 3 triệu. Cây đằng sau kia nhiều tiền bác? 25 triệu. Cây sau này. Cây sau 30 triệu. 30. Cây này 25. Còn con này sao? Đó là ổn. Làm đây ngồi cho ấn. Ăn tấm nước ngồi rồi. Cứ chờ tí, sắp xong rồi. Hả? Nốt đây, ra kia phát là xong. Khoảng độ 5 phút nữa. Đang định ra lấy cây sung đằng kia. Hơi căn tiền. Và 6 triệu. Sung đằng mini đằng đầu kia kìa. Chắc tí nữa quay lại phát. Trả nốt câu nữa, nếu không được thì thôi. Đang bảo ba mấy triệu rồi. Này cũng mang đi một số nơi rồi, nhìn cũng mang đi chơi một số nơi rồi, nhìn quen. Hôm ở Mỹ Đình mới thấy đấy. Đấy. Này là 25 triệu. Quá. Quê thôi. Móng nó khác. Móng nó tròn. Úp xuống. Giật lại đi. Giật lại đi. Giật kỹ lại đi. Sửa bao giờ là răng nó đổ. Bây giờ nhìn xa thấy cái bể tốt. Cây dáng đại thụ. Xe này bao nhiêu được? Đại thụ. Mở. Mày đây vào chậu này. Ra chỗ ông Hiển nhà em có cái gì không? Ngày căng tiền quá. Đấy, mình thực sự nó đẹp, mình chưa thấy nó, nhiều cây rất là đẹp, mình cảm giác mình không có hứng thú. Đấy, nhiều khi là như thế. Các bác chơi cây thì cũng như vậy, nó là hợp cảnh, hợp người. Ra Hiển nhà này. Hiển thì gọi là Hiển nhà, ngày xưa mua cây nhài có đấy gọi là Hiển nhà. Sơn liễu mini này. À, bồ đề mà bé tí này kìa. Bồ
bồ đề mà dáng như dáng tùng, dáng xanh này. Kim quýt. Ông cứ ngồi uống nước ở đâu mà. Đấy, bên kia là trung dâu này. Đây là cái tùng mà khá là nghệ đấy. Tùng mà khá nghệ. Bé nhưng mà khá là nghệ thuật đấy. Xanh này mà giá nhưng mà tay cảnh nó ổn tí thì nó cũng không đến nỗi đâu. Hay đấy, tay cảnh nó còn kém quá. Đây là cái vọng cách thì phải, thì xương răm là cái vọng cách. Vọng cách đi lại một lượt nữa xem, bỏ cho hòn đá nhìn xa xa thấy hay nhưng mà lại gần thì tay cảnh nó còn. Đây là cái xe của em ở đây được không? Xong là em phát lại đèo ra chụp luôn. Xong em lấy đi luôn mà, rút luôn. Chả có việc gì nữa. Chịu khó chờ em tí. Chưa đi được hết nó khó chịu. Hay là cứ ra cuối chợ chờ em trước đi. À, chỗ ông Nhạn đi. Vâng, vâng, tí gặp nhau ở đấy. Nhà xe cũng tỉa cây kia. Sam rất già, 3 triệu rưỡi. Chúng ta mình chỉ tính việc thì chúng ta bây giờ em bảo tôm cá thì nó cao, chúng ta cũng tính chết, chỉ còn có này. Em cứ tạm ứng đi, nếu không cứ nói cái gì bảo anh, cân sáng không cho anh mà. Còn sống mẹ mẹ, chẳng sống. Còn mọi anh làm. Chỗ nào thế là quá ngon lành. Cảm nhiều quá. Sung một loạt sung quần quại. Quần thể xanh của Bắc Trương này. Nhà đó là xanh thì thôi.
Đẻ thế này. Nhìn tại chỗ. Lâu lâu này không thấy cái hội chợ nào anh nhỉ? Có, đang ở ngoài ấy, hồ Đèn Lừ. À, hồ Đèn Lừ. Ở đấy thì chật. Chả có mấy. Hồ chật. Hồ Đèn Lừ. Bách Thảo. Bách Thảo giải tán rồi. Rồi. Kết thúc rồi đây.